Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về một ít pin 6A của hãng Ryobi và pin 40V. Thì nó mới tầm khoảng 95 đến 98%. Và đặc biệt nó là pin 30 cell Mỹ về và có pin thế hệ mới luôn nha anh em. Thì pin này đỡ cho anh em chuyên dùng máy cưa, máy thổi lá này. Thì nó sẽ ổn định và nó lâu dài. Thì anh em có máy cưa xích này, 36V của Úc về đó thì sử dụng chung hết nha. Rồi nó có báo họ pin ha anh em ha, báo pin. Đấy. Rồi pin 6A thì 1 triệu một viên. Trong này nó có 30 cell, 30 cell đó anh em xài. Còn pin mà pin 4A thì nó có 20 cell thì nó chạy ít hơn, lâu hơn 4 AH giờ. Thì pin này là 800 một viên và pin 6A này nó dày hơn ha anh em ha. Thì nó bỏ vô những cái lồng của thang máy thì nó của cái máy cưa thì nó không có vừa, tại vì nó dày hơn chút xíu. Anh em có máy nằm hoặc là máy ở phía sau, máy đứng ở phía sau thì sử dụng được hết. Rồi pin này là pin thế hệ mới nha anh em. Tất cả pin này nó sản xuất 2021 và cái pin này là thế hệ mới nhất hiện nay, 6A. Nó làm rất là đẹp, ngắn và chuẩn. Rồi sạc này là sạc của anh em, sạc 36V của anh em. Thì nó sạc chung họ pin và xài chung họ máy ha. Đó, nó nhấp nháy này. Đây. Nhấp nháy này anh em ha. Thì nó sạc chung họ sạc 36 và xài chung họ máy cưa xích của anh em. Đấy. Rồi, pin 6A. Đó, đang sạc, cái này là đang sạc. Rồi. Đấy, sạc. Thì nói chung là sạc mà 220 của anh em là sạc ok hết tất cả các pin 40V và máy này chạy cho tất cả các pin 40V. Nhưng mà cái pin mà 6 nó dài quá thì phải dùng máy ở dưới hoặc là dùng máy ở sau, nó không có cái học á thì mình xài được. Rồi mình test cho anh em xem cái cục pin pin 6 à. Pin này rất là khủng ha. Nó tới 40V và nó báo đầy này, nó không nhấp nháy nữa. Đấy. Đầy luôn. Thì nó cục pin này thì yếu thôi, mình sẽ sạc vào nó nữa thì mình sẽ gửi đến cho anh em. Rồi nhờ anh em like giúp em một like và một pin 6 này giá 1 triệu một viên. Anh em liên hệ 0962 232 180. Pin này cũng hiếm nha anh em. Anh em tranh thủ, tại vì nhiều anh em mua pin về đỡ thổi lá này hoặc là đi khai thác cái cỏ. Cảm ơn anh em.